Mến chào toàn thể quý vị, ngày hôm nay là ngày cuối tuần và chúc cho quý vị có một ngày cuối tuần nhiều bình an và gặp nhiều may mắn. Và chúng ta cũng hy vọng rằng đại dịch này mau chóng qua đi để trả lại cho chúng ta cuộc sống bình thường. Và ngày hôm nay là ngày cuối tuần thì ngày hôm nay quý vị thấy Haco đang ở một cái nơi mà nhìn thì biết là có vẻ là rừng rú đúng không quý vị? Đây là cái miếng đất mà gia đình Haco mua ở thành phố Flatonio. Thì ngày hôm nay là ngày thứ bảy, cũng hẹn một số bạn bè đến chơi bắn súng. Chính vì như vậy cho nên ngày hôm nay không có thời gian lên livestream chia sẻ tin tức đến với quý vị. Và ngày hôm nay thì giới thiệu đến với quý vị về khung cảnh bắn súng của cowboy tất giật đã vào vườn bắn súng như thế nào. Và còn bây giờ thì Haco đang đây. Đây là chiếc xe 4-wheeler mà ông xã mua tặng cho Haco vào dịp Giáng sinh vừa rồi. Còn Giáng sinh năm nay thì chắc là không có quà gì to lớn đâu. Tại vì năm nay gia đình Haco mua miếng đất này thì tiền bạc cũng phải tiết kiệm để mà mua sắm những cái trang thiết bị cho cái miếng vườn này. Thì đây, một buổi cuối tuần của Haco chạy 4-wheeler quanh cái khu vực này, trong cái khu vườn của mình, rồi chạy ra bên ngoài, cảm giác rất là thú vị. Và ở cái khu vườn bên cạnh này này, họ làm đẹp lắm rồi, để Haco quay sơ cho quý vị xem cái khu vườn chung quanh này nhé. Mà cảm ơn quý vị đã xem video và quý vị đừng quên like và subscribe cho channel của Haco nhé. Rồi bây giờ giới thiệu đến với quý vị về cái khu vực xung quanh này nhé. Nhìn đúng là khung cảnh cowboy miền viễn Tây đúng không quý vị? Miếng đất nhà Haco là từ cái hàng rào này trở vô đây là 15 acre. Một acre thì tương đương vào khoảng 1 hecta, cho nên là cái miếng đất nhà Haco khoảng 15 hecta, 1 acre là một mẫu ăn. Còn cái miếng đất nhà hàng xóm bên cạnh này này rộng lắm. Chú nói là chú mua cái miếng đất này cách đây 50 năm rồi. Thì cách đây 50 năm thì chắc là giá cũng rất là tốt, bây giờ thì đã rất là đắt đỏ. Đó, và cả nhà có thấy không? Người ta cải tạo thành một cái hồ rất là đẹp. Thì cái khu vực này Haco cũng đã quay flycam. Chút nữa Haco sẽ cuối video sẽ chia sẻ đến với quý vị cái hình ảnh miếng đất này qua cái flycam thì quý vị có thể nhìn rõ hơn. Đó quý vị thấy không? Mà ngày hôm nay thì nhiệt độ bên ngoài nó cũng không có nóng lắm, chắc là tầm khoảng hơn 30 độ thôi. Nó là cuối mùa hè của tất giật rồi cho nên là nó không có nóng nữa. Cao điểm mùa hè của tất giật là 100 độ F thì chắc nó cũng rơi vào 8-9 độ tầm đó. Còn bây giờ thì ngày hôm nay kiểm tra nó có 92 độ F thôi. Đó, cả nhà thấy không? Họ cải tạo một cái hồ nước nhìn rất là trong xanh. Đó. Đó, bên đây ở chỗ này thì nó có những cái bông hoa nhỏ li ti li ti li ti. Một cái cảm giác thật là dô mốt, thật là fresh. Và bây giờ Haco sẽ đi ra bên ngoài nhá. Đó, cái phía xa kia cả nhà thấy là chiếc 4-wheeler không? Chiếc 4-wheeler đi nó dễ đi lắm cả nhà. Nhìn nó to lớn cồng cần vậy thôi nhưng mà nó là 4 bánh. Nhưng mà mấy cái người bên này này họ đi tốc độ nhanh lắm, mà họ đi theo cái kiểu là địa hình ấy, họ chơi cảm giác mạnh á. Trời ơi, Haco thì đi tốc độ bình thường thôi, mình là phụ nữ mà. Đó, tạo thành những cái con đường để mình chạy á. Đây, chiếc 4-wheeler của mình với cái biển là gì? Tất giật barbecue beer. Đó, cận cảnh cái con xe 4 bánh của mình cho cả nhà xem nhé. Sáng chủ nhật chắc là Haco rảnh thì sẽ trở lại với quý vị với cái chương trình livestream liên quan đến Nguyễn Phương Hề. Cái chuyện Nguyễn Phương Hề viết thư tâm thư cho ông cụ Nguyễn Phú Trọng. Có nhiều chuyện nghe nó rất là buồn cười quý vị. Cho nên là hẹn với quý vị chủ nhật nhé. Còn bây giờ Haco sẽ giới thiệu đến với quý vị khu vực bên ngoài này như thế nào. Miếng đất này thì Haco quay flycam thì quý vị biết rồi. Nhưng bây giờ Haco đi ra bên ngoài nhé. Bên ngoài quay cho quý vị xem. Nói tới cowboy tất giật mà không có nói tới bò thì có gì đó thiếu sót được không cả nhà? Đó, khi mà Haco lấy cái 4-wheeler này chạy chung quanh đây thì thấy có một cái miếng đất này có rất là nhiều bò. Đó, cả nhà có thấy đằng sau không? Có thấy đằng sau không? Nó chưa có đi ăn, nó đang tập trung ở đây. Đó, quay một vòng cho cả nhà xem. Đó là khung cảnh đồng quê đó. Cả nhà thấy không? Khung cảnh đồng quê.
cái này gọi là countryside ở thành phố, xin lỗi, nó là một cái thị trấn Falatonio, nó chưa lên thành phố nhưng mà nó sát với thành phố Smithville với lại Park Prof đó. Và phía xa kia cũng có những cái trang trại bò nữa. Gỗ hồ gần đây có nhiều bò quá, để Haco quay tiếp tục cho quý vị những chú bò đáng yêu này nhé. Lúc này nó tập trung ở đây rất là nhiều nhá, nhưng bây giờ nó đi kiếm ăn rồi đó. Nó thấy mình thế là nó đứng nó ngó nghiêng đó. Cả nhà thấy phía xa kia những cái chú bò thong dong đi gặm cỏ không, rồi nó tụ tập ở gốc cây kia kìa. Ở gốc cây kia cũng có nhiều kìa, để Haco thử chạy lên trên kia xem nó có nó không nhá. Nuôi bò này cũng nhiều tiền lắm đó nha. Còn cái chỗ kia chắc là cái nước uống. Còn cái phía cái miếng lúc nãy mà Haco quay cho quý vị xem thì thấy là có cái hồ nước ấy, là để cho nó bò nó uống đó. Để bây giờ để mình thử chạy lên trên kia xem nhé, xem mấy cái con bò trên kia. Đó, ngày hôm nay giới thiệu đến với quý vị khung cảnh countryside ở Mỹ như thế nào nhé. Đất đai ở Mỹ rất là rộng lớn quý vị. Khi mà Haco quay những cái vlog về cuộc sống Mỹ chia sẻ đến với cả nhà thì cả nhà thấy cửa hàng, cửa hiệu rồi cái cạnh nhà hàng, nó đất đai rất là rộng lớn và nhà cửa ở Mỹ cũng vậy, nó rất là rộng. Đó, cả nhà thấy không? Cuộc sống của countryside đây, đất đai rộng rãi bao la. Phía xa kia đi lên một chút thì Haco thấy có một cái căn nhà nằm giữa những cái cây như thế này, thật là tuyệt vời. Có thể chúng ta không quen, chúng ta nhìn chúng ta ở như vậy chúng ta sợ, nhưng mà cũng rất là an toàn nha cả nhà. Đó, phía xa kia cả nhà có thấy cái cổng không? Cái cổng như vậy là chúng ta hiểu là một cái miếng đất đó. Và đất đai bây giờ nó cũng đang tăng giá rất là tốt nha cả nhà. Yên bình và đã lắm quý vị. Ở Mỹ quý vị biết là phương tiện chính là ô tô, cho nên là lâu lâu chạy cái four wheeler này này, chạy vào trong những cái đường vắng như thế này này, giống như ở Việt Nam chúng ta chạy xe máy ấy, nó mát, nó đã gì đâu luôn á. Rồi bây giờ Haco sẽ quay trở về giới thiệu đến với quý vị một cái chỗ mà gia đình Haco dự định sẽ làm gara, quay cho quý vị xem. Phía xa kia là một cái gara. Đó, đỉnh hình một cái gara như vậy. Thì gia đình Haco cũng dự định làm một cái gara như vậy để đồ đạc, rồi có thể là kê bàn ghế thành một cái patio để mà ngồi thư giãn khi mình đến đây. Thì cái này có vẻ rất là rộng, mà gia đình Haco thì tiền ít cho nên là làm nhỏ hơn. Đó, đỉnh hình gara nó là như vậy. Haco thấy cái gara này rất là thích tại vì có vẻ rất là rộng. Rồi cái phía sân ở ngoài ấy, ở đây thì họ để bừa bộn một chút, nhưng mà nếu mà chúng ta cải tạo lại thì cũng sẽ có một cái chỗ ngồi với bạn bè rất là lý tưởng vào cuối tuần khi đến vườn chơi. Cả nhà thấy phía xa kia không? Đó, đã đổ bê tông, đã làm nền, bây giờ chỉ gắn cái gara lên nữa là xong. 2/3 của cái này thì sẽ là gara, còn lại thì sẽ là cái patio để mình kê bàn, kê ghế, mình ngồi. Thì cả nhà thấy không? Đó. Và ở đây họ làm cũng nhanh gọn nhẹ lắm nha cả nhà. Cái chỗ này họ làm vào khoảng mất 5 ngày là xong đó, 5 ngày là xong. Nhưng mà tính ra giá tiền thì hơi chát. Cái đổ bê tông như thế này, một miếng như thế này thì tính ra là 11.500 đô la. Cả nhà thấy mắc không? Có thể là mình không rành về xây dựng thì mình thấy như vậy là mắc. Nhưng mà thôi, cái đó là ông xã lựa chọn, mình không có ý kiến lại bị ăn chửi. Rồi gara lên nữa là tổng cộng cái chỗ này nó sẽ là 25.000 đô la. Đó là cái theo cái chia sẻ của ông xã chia sẻ lại cho mình chia sẻ lại cho cả nhà. Thì chắc là vài tháng nữa thì tụi mình sẽ làm gara. Việc xây nhà cửa ở đây thì thực ra xây nhà ở Mỹ họ làm nhanh gọn nhẹ lắm cả nhà. Cỡ 3 tháng là họ đã xây xong một cái nhà rồi đó. Mà chất liệu thì đa số bằng gỗ. Thì có đó, khi nào rảnh Haco sẽ quay những cái khu vực mà ta đang xây dựng cho cả nhà xem. Còn bây giờ giới thiệu sơ qua cả nhà về cái chỗ này. Đây, so với cái gara lúc nãy Haco quay thì không có rộng bằng. Đó, tại vì càng rộng càng lớn thì càng nhiều tiền. Mà tụi mình thì có từng đó tiền thôi, thì chỉ làm từng này thôi. Và thực ra từng này thì cũng đủ rồi. Cũng
Tại vì thực ra là chị để mấy cái đồ như là xe four-wheeler rồi mấy cái đồ làm vườn ở trong này. Rồi sau đó thì mình 2/3 cái chỗ này thì mình sẽ là cái gara, còn lại vào khoảng 1/3 thì mình sẽ để bàn ghế ở ngoài để chúng ta có thể là có cái chỗ khi mà chúng ta đến vườn chúng ta có cái chỗ ngồi để chúng ta vui chơi ăn uống. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại những anh chàng cao bồi tất giật bắn súng ngày hôm nay nha cả nhà. Đây, giới thiệu cho đến với quý vị những đồ chơi ngày hôm nay, những đồ chơi rất là nguy hiểm ngày hôm nay. Cho nên chúng ta phải thật sự là cẩn thận. Súng đạn vô tình, đạn rất nhiều. Và bây giờ sẽ tiếp tục bàn bắn súng. Đó, hôm nay những người bạn của mình đến chơi và bắn súng đó. Tại vì riêng bắn súng là mình chỉ có đứng ở đằng sau, không có đứng ngang hàng, không có đứng đằng trước. Cho nên là khi mình quay thì mình chỉ có thể quay được từ đằng sau trở lại đó. Nên cả nhà thông cảm nhé. Đó, tụi mình đã phát quan cái khu vực này đó, xếp vào đống củi ở đây để làm gì? Để có trống, để có chỗ trống để mà bắn súng. Tại vì theo cái chiều này mà mọi người đang bắn súng nhá, là cái chiều dọc theo cái chiều dài của cái miếng đất này đó, nó sẽ không có bắn sang nhà hàng xóm. Còn mấy lần trước ấy mình bắn ở cái góc con hiêu kia kìa, cả nhà thấy con hiêu kia không? Góc này nè thì là nó nằm phía ngang miếng đất, mà phía ngang miếng đất thì nó không rộng bằng chiều dài. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay là mình sẽ bắn ở góc này. Và bây giờ đến lượt ông xã bắn. Mọi người mỗi lần đến nhà Hasco thì ông xã sắp theo 3 khẩu súng dài, 1 khẩu súng ngắn. Còn mấy người cũng sắp theo súng của họ. Súng đạn đem theo rất quanh người. Súng đạn vô tình cho nên là đã chơi cái môn này là phải cực kỳ cẩn thận. Empty. Đến lượt. Đến nhà xin em tiếng keng thì là bắn trúng nha. Đấy, cả người nhà hàng sẽ lui xuống. Phải kiểm tra súng hay đạn để thả xuống. Anh này anh bắn một khẩu khác. Bây giờ là tháng cuối của mùa hè rồi, hết tháng này nữa sẽ mùa thu thì đến đây chơi nó mát mẻ hơn. Mùa hè thì khá nóng, mùa hè tới giờ thì khá nóng. Dữ luôn. Đó, bao giờ họ cũng phải kiểm tra xem có đã hết đạn không thì bắt đầu đặt súng xuống. Anh chàng này cũng là đồng nghiệp trong công ty Dell của anh xã đây. Ôi chà,
chơi bắn súng là nó chạy ra quý vị. Bây giờ vậy người ta kiểm tra xem là còn đạn hay không rồi người ta mới để trên bàn nha quý vị. Chơi nó cũng phải có tuân thủ trong luật chơi của nó mới an toàn. Tại vì súng là một cái món đồ rất là nguy hiểm nếu mà chúng ta không biết. Ca ngồi nó rất giận là đây nha quý vị. Mắc cười can chàng này quá. Empty. Nghề chơi cũng lắm công phu, không phải là đùa đâu. Hãy subscribe.
Cái khẩu đó mọi người có vẻ rất là thích bắn cái khẩu đó. Chị mới bắn ra những cái loại súng ngắn thôi, với lại cũng là một súng dài nhưng mà nó dễ hơn. Cái súng đó là cái súng mà người ta đang bắn ấy. Cái độ giật nó mạnh lắm, nhiều khi mình khéo là mình bị trúng vó lên trời luôn.